Chào các bạn, bây giờ Tám đã tới bãi đậu xe. Ủa sao mở vậy? Trời hôm nay rất là ảm đạm các bạn. Bãi đậu xe của Tám mới về, không biết anh Quân về tới chưa ta? Đâu rồi ta? Để mình tìm cái chiếc xe của mình đâu rồi ta? Về chứ, tới chưa ta? Rồi Tấm nghĩ chưa về tới. Làm chạy như dịch luôn. Tại sợ Tấm sợ người ta đợi. Hắn nói gì? Anh Quân anh đợi Tám lắm. Cho nên là Tám phải gọi cho ảnh coi. Trời hồi nãy nó mưa lâm râm á các bạn. Địch mồ không có chỗ đậu xe luôn đó. Anh về tới rồi anh Quân. Em tới rồi anh. Vậy em đợi anh, không sao, em đợi anh mà. Không sao. Dạ, ok, để em vô đậu xe, em đợi anh nha. Dạ, em. Anh Gun, bây giờ nó không có cái chỗ đậu xe nhỏ thì bây giờ mình làm sao anh Gun? Đậu lại mấy xe nhỏ đó đi, đậu đỡ đi, không sao. Ok, đậu đại anh ha. Đậu đỡ đi. Dạ. Sắp cửa vô đóng rồi. Dạ, ok anh, dạ. Trời ơi, xe của tài xế đậu ở đây cũng không còn chỗ nữa. Bây giờ mình đậu đại ở đây đi. Anh Quân nói đậu đại ở đây. Thì mình đậu đại ở đây. Để mình tấp tấp vô trong một chút. Coi như là mấy chuyến rồi đó. Mấy chuyến rồi anh Quân ảnh kêu Tám ra mà Tám không có rảnh để Tám ra gặp ảnh á. Thiếu ảnh mỗi chuyến là 100 đồng tiền massage đó. Mình hứa là một chuyến là mình tặng cho ảnh một cái suất massage 100 đồng. Thì kia bây giờ là hình như là 3 suất rồi đó, 3 lần rồi đó. Để quay qua đây. 3 lần rồi đó các bạn, 3 lần mình thiếu nợ ảnh là bây giờ mình phải trả nợ cho ảnh để lấy tiền ra. Trả nợ cho ảnh có phải 3 lần không ta? Không nhớ nữa, ảnh về tới rồi kìa. Để mình hỏi lại ảnh coi 3 lần hay 4 lần. Không nhớ nữa. Thì cứ lấy 400 là sẵn đi. Rồi có gì 3 lần thì mình bớt lại 100. Bỏ vô túi quần. Kìa, về kìa, xe về kìa, để chiếu cho các bạn coi cái xe của Tấm nhé. Thôi để mình xuống xe đi. Tấm xuống xe đi. Xuống xe rồi chiếu luôn. Máy đeo cái thôi để cái bóp trên xe đi. Đây, xe của Tấm về tới rồi đây. Xe 88. Cho anh Quân ảnh về xe vô bãi nha. Xin mời các bạn xem anh Quân đậu xe vào bãi. Ghê quá ha. Ui, mới chừng nào mình mới lái được chiếc này ta ơi. Khó lắm nha các bạn. Lấy một cái bằng lái của cái xe tải này rất là khó. Cho nên bây giờ rất là thiếu tài xế. Ồ, ghê chưa? Chưa cha lạnh quá. Đó, ảnh ra xong rồi ảnh đưa cái đuôi vô trong cái ô này nè. Đó, cái ô này nè, đúng không? Biết phải không nữa. Thế thôi, có đúng không? Nha. Yeah. Ủa? Ảnh sẽ đưa cái đuôi vô bên này. Ủa cái bãi bên này nó rộng hơn mà ảnh không đưa đuôi ha, ảnh đưa đuôi vô xe này. Ghê quá. Hay quá. Công nhận á. À ảnh đưa đuôi vô đây. Chú
mình thường Tâm nhớ lúc mà mình đi xe đò, hồi xưa ở Việt Nam á là có lơ xe, mỗi lần mà xe có ve hay là cái gì đậu gì đó là có một người lơ xe chạy xuống xong cái quắc cái tay á cho cái tài xế ở đằng trước người ta dòm trong cái kiến á, rồi ví dụ như ngưng hay là tới hay là lui gì đó, không nhớ vậy đó. Còn bên này hả, một mình thôi, một tài xế một xe tự dòm kiến, tự ve, tự xử hết luôn. Anh Gun anh đưa vô cái ô này nè. Wow, hay ghê. Để xa ra cũng ngon ngọt sớt luôn, sớt luôn nè, ghê không, quá là chuẩn luôn, chuẩn không cần chỉnh luôn các bạn. Ôi trời trời, hello anh Gun, trời ơi nước quá trời, em lên hay là anh xuống? Dạ anh xuống. Dạ xe cộ sao rồi đây, ok không đây, anh Gun ảnh đi ra đằng sau xe rồi kìa. Có biết gì đâu mà coi, trời ơi dòm dòm vậy thôi chứ biết gì đâu mà coi, biết cái móc xì gì đâu mà coi, coi cái gì đây không biết mà coi, mà anh kêu ra coi xe biết coi cái gì đâu mà coi. Anh Gun tắt máy xe đi anh Gun, có tắt máy xe không, có tắt máy xe cho nó đỡ ồn khỏe không anh? Mệt quá, mệt quá hả? Mệt quá. Bao nhiêu chuyến rồi anh mới gặp em anh Gun nhớ không? Bốn chuyến. Yeah. Trời đất ơi, em tưởng ba chuyến không mà trời. Nằm hai ba bữa nay ở với San Diego á, nằm chờ á. Dạ. Yeah. Thứ sáu tưởng thứ sáu giao hàng rốt cuộc thì nó. Anh Gun vậy là 4 chuyến là em thiếu anh 400 đúng không? Nè. Cũng may ra là lấy 400 nhưng hồi thiếu. Nè anh Gun, cho em gửi nè. Rồi, thank you nhiều. Bốn trăm đó. Cái này là bo thiết cơ. Đúng rồi. Trời ơi, là mỗi lần á một đưa 100 đỡ ngán, đưa 4 lần 400 ngán ghê. Cái tội thiếu nợ đó vậy đó. Đúng không? Để em leo lên em coi dạo này xe cổ của mình sao rồi anh, ok hả? Yeah, cũng vẫn như cũ hang. Cũng đang đậu từ từ đó. Bữa giờ có gì lạ không anh?
không. Xe cổ mình có gì lạ không anh? Không, không có gì, cũng ok bình thường. Ok ha anh. Trời ơi, bích đứt mẹ sâu chuỗi vẫn còn nguyên đây. Thôi để cho nó, để cho nó. Mẹ dịp quá trời. Lâu quá không gặp ha. Dạ lâu quá trời không gặp anh á. Em bận quá trời luôn. Mà tại vì không phải tại vì trên nó hụt quá. Trùng cái trùng hợp cái khúc mà anh kêu là em bận, khúc anh kêu là anh bận, khúc em rảnh thì anh không kêu. Dạ. Nào xe nó gọi chờ tính tới 6 giao hàng mà có của cái sao nó không có lấy. Dạ. Mình chạy lên chạy xuống mất công tốn dầu nữa. Dạ. Dưới về nhà cũng đâu có làm gì đâu, cái ở dưới đó. Ở dưới đó luôn hả anh? Luôn. Mấy bữa nay. Mấy ngày luôn. Làm bữa giờ là cái chuyến này là mình đi bao nhiêu ngày vậy anh Côn? Cũng hơn có 2 tuần, hơn 2 tuần à. Hơn 2 tuần luôn á hả? Dạ. Yeah. Là 10 15 16 ngày vậy đó hả? Cũng khoảng đó. Còn hai chuyến trước là cũng vậy không anh? Dạ, chuyến trước cũng đi xa. Thôi kệ, càng đi xa càng có tiền đúng không? Yeah. Anh Côn? Chuyến này đi nọt thế nè. Ồ. Không đi đầu tiên đi đi tách xịt. Dạ. Gần đây lát xịt. Rồi giao hàng cho đầu đó xong rồi cái đầu giao hàng xong rồi lấy hàng đi tiếp nữa, đi nọt hay nào. Dạ. Rồi lên cho nó cái đầu rồi mới lấy hàng về. Em đậu xe đó có sao không anh Gôn? Dạ, có chiếc xe đó nó muốn vô nó quay đầu hay. Chị cứ không thể đi mình hết đi nha. Dạ em đi mình à. Ờ có mình đâu hả? Em đi có mình, bữa nay em đi mình. Về móc vô không biết đổi luôn. Cái xe này nó đang móc vô nè. Đẩy hết đẩy. Chắc được chứ. Để đi xuống coi. Xuống coi cái xe mình nó đậu ngay đó có bị ảnh hưởng gì tới người ta không. Ôi em đậu đây không sao đúng không anh? Đó đúng rồi, có người ta làm gì nè đó anh không phải có lơ xe. Nó đậu sát ở đây cũng không sao. Móc ở đây nha. Ở đây lấy ra phải chung đóng rồi. Dạ. Có cái kia. Bữa đó biết mấy cái đậu ở đây nè. Dạ. Nó vô móc kiểu này đó. Trúng hả? Cái thùng nó quẹt banh nó cho. Chết cha vậy hả, ghê hả? Mấy xe kia. À mấy xe kia hả? Nó vô đây nó móc vào đó, móc vào đây. Cái mấy xe đậu này nè, móc sao. Rồi vậy sao, đền không? Sao bắt buộc phải đền. Trời đất ơi. Ghê vậy. Cái thùng nó ép qua mà vừa vậy. Ôi trời ơi, ghê quá. Sao cái tàu này nó lung linh quá vậy anh Gun? Bắt buộc, bởi vì cái thùng này nè, cái thùng này thẳng đó. Dạ. Cái đầu xe mình kéo đây thì nó có gọi là cái quick wheel á. Dạ. Rồi cái đầu đặng nó về móc vô nè. Đây dạ. Anh đã thấy không? Cái chờ là nó có một cái cục sắt thép như này nè. Dạ. Rồi cái đầu xe này móc vô cho nó cứng đúng không? Vô, nó móc vô đặng nó kéo mình thử ra. Bắt buộc nó phải lặng. Phải lung linh cái đầu này nó lung linh ghê luôn. Dạ, đầu xe nào nó đúng rồi, xe nào cũng lung linh luôn. Nó còn phải đặng nó bẻ xe qua xe lại đặng cũng như hồi nãy tôi cua vô đó. Dạ. Cua vô nó phải ấy vậy đó. Ủa anh cua nãy em quay anh cua vô đã dễ sợ luôn. Phải cua vậy mới được, không cua để đâu có vô nổi. Dạ. Bởi vì cái này cái rum nó không có đủ rum. Thì bắt buộc anh nhận nãy anh cua dê ngọt xớt luôn á. Phải biết cách dê quen mới được ha anh.
chứ không thôi là chết. Trời ơi, em thấy nói chung là hàng khô và hàng lạnh mà đi tài xế hồi lúc đầu mình mới đi cũng bị đâu có biết ve ve đâu có được. Tài xế tránh ở đâu cho ve, nó cho ve nó sợ mình là giỏi đó, ăn tiền lương bằng nó sao ém tài mình nó đâu có ém được. Hồi đó anh làm tài xế phụ, mới ra làm tài xế phụ mình nghĩ kệ mẹ mày, cho mày ém đi, mình tự học. Nó đâu cũng dạy không chỉ hả, nó còn đi mà nữa chứ. Mình tự học, mình học kiếp, mình ve kiếp, ve riết cũng nghiệp, cũng quen, già cũng quen ha. Nhưng mà ăn thua quan trọng cái ve thôi, bị gì đi chạy đường trường thì ai chạy cũng được. Dạ nó đúng rồi, đó. Chạy thì dễ rồi, cái ve mới cái khó. Ghé tới chỗ lấy hàng quá đó, với giao hàng đó, quan trọng cái vấn đề ve đó. Ve vô lấy hàng được hay không á. Vô bị nó có cổng vô đó, kinh quanh xe lớn xe nhỏ nữa, là quẹt nó. Ôi quẹt chắc chết. Dạ, quẹt cho mất, lái thẳng thì dễ mà cứu cua quẹo cũng khó nữa anh. Quẹo phải, khi mà đang xe đang đỏ quẹo, quẹo trái thì ok không sao. Quẹo trái mình bo mình thẳng luôn được, nhưng quẹo phải á. Quẹo phải là tài xế ôm một đàn. Đúng rồi, tại vì quẹo phải nó sát. Dạ, cảm ơn kìa. Cái này là điều này thưa được đại không như tài xế già phụ ai thì mình khó đâu mình nhảy xuống. Dạ đúng rồi, mình phụ tới phiên mình cũng vậy. Trong ngành nghề mà nhưng mà anh gun ve không cần ai phụ luôn ha. Nãy em thấy anh ve của mình ngọt xớt vô luôn. Mình bắt đầu mình vô á, theo cái kinh nghiệm mình đó, mình chạy nhiều năm quen rồi mình biết á, mình vừa vô rồi là mình biết mình nhờ mà xanh quanh là mình đi từ hướng nào. Mình ve mình muốn đậu bên nào, đậu bên đây rồi mình chạy cô sao rồi mình thấy rồi. Mình tính thấy rồi mình thấy rồi nắm bắt hết. Cứ vô chạy qua quảng đâu có ve được. Vô, nhưng mà cái bãi mình... là phải rất là rộng vừa đủ xe tải ve đó, chứ nếu mà bãi thì còn đỡ, còn mà chật hẹp thì ôi chật làm đó. Sao á. Nhưng mà tiêu chuẩn bắt buộc á, phải rộng chứ anh. Thì bắt đầu khi mà vô lấy chỗ lấy hàng ha, lấy hàng hoặc giao hàng á, thì mình vô á, vừa vô rồi là mình phải dòm ngó xung quanh là mình đi hướng nào phương nào á. Mình phải nắm bắt luôn được. Chứ không vô chạy mà không đến luôn rồi à, không vô được luôn. Chứ về tới giờ đâu phải chỗ nào cũng rộng ha. Trong chỗ chật hẹp hơn này nữa, nhưng mà vừa vô bắt đầu mình nhìn dòm đôi bên, bắt đầu mình có bây giờ mình đậu phía bên nào. Cũng như đậu phía này hoặc đậu phía kia thì mình phải chạy như sao. Đó vậy mình phải về sao rồi bạn phải cái đầu, kinh nghiệm đầy mình đó anh Quân, thêm cái thùng dài thọ 53 feet nè mà kinh nghiệm đầy mình á. Nhưng mà lúc đầu á, lúc đầu anh Quân lái á, anh Quân có bị không, cũng như ve này kia có bị đụng quẹt không? Cũng không có, nhưng mà có người chỉ ấy rồi á, nhưng mà phải dòm nó rồi. Phải kỹ, phải cẩn thận. Ủa anh này quen ta ơi. Ra bên xa thấy nó liền. Ủa vậy hả? Hèn chứ thấy mặt quen. Nó dở mũ ra. Trời chơi. Ủa thấy cái mặt cái anh nó quen mà không biết ở đâu ta. Giờ mấy giờ? Ô 12 giờ. Chút xíu chạy rồi đang ấy đưa giấy tờ luôn. Lại đang hiếu. Dạ. Ồ giờ lát nữa anh Quân chạy qua công ty luôn phải không? Ở đây cái đường ra gần. Gần mà, dạ. Rồi kỳ này anh Quân nghỉ mấy ngày? Để coi về quân ba giữ giấy tờ sao đây. Để rất tiếc rồi đây. Nghỉ mấy ngày rồi đi tùy chuyến á anh hả? Thì xong công việc rồi lấy hàng đi thôi. Dạ. Rồi Noel này kia thì sao, có ở nhà hay là đi? Giờ đi trước như năm Noel tới Tây cũng đi được hết. Tới Việt Nam cũng đi được hết, đâu có nhà đâu. Đâu có nhà đâu. Cũng ở nhà thôi chứ, ở nhà đâu có ai đâu. Thì đó, bởi vì cũng được, có một cái là anh Gun làm nghề này là anh Gun phải không có ai hết, giờ không có gia đình, không có vợ, không có... Không có vướng bận. Dạ, không có vướng bận. Vướng bận thì phải nghỉ nhà, phải về. Dạ, đúng rồi, phải có gia đình ăn lễ. Mình có mình, không vướng bận nữa, đi suốt. Tết Tây Noel, Tết Việt Nam vô cũng đi chơi. Vậy có buồn không anh Gun? Hả? Viết thư quen. Viết thư quen, ổng buồn ha. Dạ. Có ai đâu buồn ấy. Đúng rồi, cái nghề này mình phải độc thân thì mới đỡ vướng bận anh. Có gia đình, nhầm người có gia đình kẹt, đâu không đi xa rồi. Dạ.
Đúng rồi. Bây giờ anh dọn xe hả anh Gun? Dạ dạ. Có còn em phụ dọn không anh Gun? Có còn em phụ không? Em phụ được gì em phụ cho? Không có gì đâu. Đổ rác đổ gì không? Khởi. Mình em còn thiếu anh gì không? Không thiếu đủ gì hết. Hết thiếu rồi đúng không? Không thiếu gì hết. Nợ nần trả hết cho người rồi đúng không? Rồi kỳ sau là kỳ sau kêu em nha, rồi em ra em đưa chứ mỗi rồi. Mỗi lần chứ không thôi à, để dồn lâu đời nhiều quá em ngán em xù em bụt luôn của anh á. Ok cảm ơn Gun nha. Em bé bye nha. Xe cổ là ok phải không anh? Xe cổ ok. Tính về gửi xe mà thôi để đi chiếc nữa. Bị xe lớn con thấy không? Dạ. Gửi cái đầu xe, thùng xe, gửi máy luôn gần cả $100. Dạ. Mà gửi xong rồi mà gặp đám mưa thì cũng như phòng. Ồ đúng rồi. Nữ tôi thấy để hơi dơ chứ không có mưa nên rửa thì nó sạch sẽ. Dạ. Được 2-3 tiếng mà mưa mới rửa xong là tốn cả $100 nữa. Mưa một cái rồi nó cũng dơ lại. Thì hồi nãy đó. Nó mới mưa đó. Đó. Nữa mình thấy trời mưa cái không rửa. Dạ. Rửa xong rồi cái mưa cái ủng tốn tiền. Coi như là mỗi lần rửa là $100 hả anh? $100 dạ. 9 mấy đô, 8 mấy 90 đô. Dạ. Rửa đầu xe, thùng xe, rửa cái máy luôn rồi cả $100 mà gặp không có mưa thì ok, sạch sẽ, giờ thấy ok, ngon lành như mấy chiếc đó phải không? Dạ. Sạch sẽ trắng tươi vậy, một quốc cái đám mưa rồi. Dạ. Yeah, yeah. Đấy, xe bự mà. Dạ. Yeah. Nó phun nước ấy lên nữa, rồi cái nó dơ giấy á. Dạ. Được cái kiểu là ổn tiền đúng không? Dạ. Dầu này kia, xăng này kia, nó dạo này nó mắc không anh Gun? Lên. Lên hả? Dầu ở này lên, bởi... đâu có đổ mấy cái dầu lớn, tôi đổ dầu nhỏ, cây dầu nhỏ không á. Dạ. Kẹt lắm mới đổ mấy cái dầu lớn, nó mắc nó xê dịch 40-50 sen một gà lông. Wow. 40 sen thì một gà lông thì 100 gà lông là cả $40-50 rồi. Ồ, đúng mắc rồi. Cái sợi dầu dịch nó lên. Cái gì cũng lên á anh Gun ơi. Đúng rồi, vô mua đồ ăn, thiện bố cái gì nó cũng lên hết trơn. Dạ. Cái gì nói chung bây giờ cái gì cũng lên. No. Rồi dầu này, dầu chỉ mấy cái bàn kia nó dưới $2 thôi, còn dài đó. Mấy cái dầu nhỏ luôn á, $3 mấy cho lên không. Vậy hả? Mà gặp mấy cái dầu lớn $3-4 mấy luôn. Ui vậy hả? Cái mình là chạy dầu thôi chứ mình đâu có chạy xăng. Dạ dạ, cái này chạy dầu. Dạ. Cái này là máy này. Nhưng mà như dầu nó rẻ hơn xăng đúng không anh Gun? Quên nữa. Đó. Thì cũng tùy thứ ba. Đây. Ồ, cho em một chìa khóa xe. Chìa khóa xe nữa cứ ra vô xe đậu, ra vô lên thăm. Ừ, ok. Em mới nào em lấy em ra em chạy luôn. Leo lên. Em về em bóc đầu sao mà. Rồi em vì không có phụ phải không anh? Xua đúng không? Không cần phụ đúng không? Xong rồi anh chạy qua công ty ha. Có gì ngày mai em chạy qua công ty sau. Dạ, ok. Dạ. Ba anh Gun nha. Thank you. Bữa nào chuyến sau gặp lại. Dạ, yeah, bữa nào ăn phở phải không? Ừ, đúng rồi đó. Để mấy coi nhà em dẫn vô đi ăn phở cho. Đúng rồi, bữa nay anh về rồi dắt em đi ăn phở qua xoan lại ha. Cái chỗ của hộp đó hả? Dạ, đúng rồi. Chỗ phở đó hả? Ừ. Chỗ đó ăn cũng được quá hả? Ngon chứ, em ăn ở chỗ đó không á? Ồ vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ chừng kỳ sau anh về em dắt anh đi ăn phở nha. Yeah, ok. Nhớ báo em sớm sớm nha, em chạy. Rồi, dạ, cảm ơn anh Gun. Yeah, rồi, chúc vui vẻ sức khỏe nha. Yeah, chạy xe cẩn thận nha anh Gun. Yeah, dạ, em bye yeah, anh. Okay, dạ. Rồi mình ra xe mình đi về các bạn ơi. Về vòng ngược lại nhà ông ngoại. Chắc giờ này ông ngoại ngủ rồi. Mình có chiếc chìa khóa xe tải. Rồi bây giờ mình đi
bãi xe. Má chơi xe tải không nè không? Đậu mà xéo 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 vậy đó. Đâu có cho đậu thẳng đâu. Ôi sao cô? Cái gì vậy? Ui có chiếc xe tải màu vàng. Trời ơi, nhiều lúc đi đường thấy mấy chiếc xe tải màu cam đẹp dữ sợ luôn. Bây giờ xe tải nó rất là kiếm khó lắm nha các bạn. Xe tải bây giờ nó lên giá dữ lắm. Anh Gun, dạm nghe anh Gun. Lại chút xíu đi. Em nghe bóp kèn mà mất hồn, tưởng cái chuyện gì em sợ quá trời. Ok, dê lại đi. Dạ. Ok ha. Dạ, dạ, dạ. Anh của nó kêu dê lại có chuyện gì vậy ta? Anh đưa cái gì vậy ta? Nãy nghe chiếc bút kèn hết hồn các bạn. Em tưởng cái gì ai nhìn anh của nó anh bó. Gì anh? Cái miếng xanh xanh ấy nè. Có nhà có cửa đem về che đậy gì cũng được. Nhà mới. Ủa? Ở đâu có vậy anh Gun? Ai bỏ thì mình lấy. Ồ, cái này tấm bạc á. Tấm xanh xanh. À, này bự lắm. Giống như mình đi cắm trại mình trải rồi mình ngồi á. Ồ. Mình đem về nhà đâu có làm gì đâu. Dạ. Mới tên à. Ok, cảm ơn anh Gun. Dạ. Dạ. Trời ơi, anh cho mình một cái tấm bạc trải. Giống như mình ra biển á, cái xong cái mình trải ra, mình ngồi mình cắm trại á, giống như là mình chơi á. Tấm bự ghê luôn. Có những tội nghiệp mấy người lái xe tải lắm nha. Người ta đi suốt ngoài đường vậy đó. Cho nên là cái nghề này nó rất là nhiều tiền. Mà đáng nãy Tám đang nói cái vụ xe tải, bây giờ xe tải hiếm lắm. Hồi lúc trước mình mua nha, cái xe ví dụ như 90 mấy ngàn đi, bây giờ cái xe hả 100 mấy chục ngàn á bạn, mà không có để mà mua luôn á. An nói vậy đó. An nói trời ơi, bây giờ xe tải hiếm lắm. Không có đồ, không có đồ, không biết sao. Mà bây giờ tài xế cũng hiếm nữa, là tại vì sao? Tại vì tài xế người ta... Thôi để quay lại Tám đi. Là các bạn biết sao? Bây giờ tài xế đó, tài xế là người ta ôm xe, người ta chạy luôn. Cũng như người ta tự mua xe là người ta chạy luôn. Người ta không có chạy cho chủ giống như Tám. Giống như anh Gun đi. Ảnh sẽ mua một chiếc xe, ảnh tự anh chạy. Nhưng mà anh Gun á thì ảnh mới đầu ảnh cũng tính là như vậy đó. Ảnh cũng tính mua chiếc xe ảnh chạy để ảnh như là có tiền á, giống như là nhiều tiền hơn á. Nhưng mà cuối cùng ảnh suy nghĩ lại là ảnh không có thích, là bởi vì á nhiều cái kêu bằng cái xác suất hả, xác suất là giống như là mệt á. Giống như ôm một chiếc xe không phải là dễ đâu, ôm một chiếc xe rất là mệt. Nội mà nó hư không á cũng tốn tiền rất là nhiều. Hên xui, ví dụ nó không hư á thì mình còn có được tiền nhiều, còn nếu mà nó hư á thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền để mà sửa chiếc xe tải đó. Còn mình làm tài xế, mình làm cho người ta thì cho chủ xe, thì xe hư thì chủ xe chịu, chủ xe bỏ tiền ra. Còn tài xế là chỉ đi rồi lãnh lương, lãnh lương mỗi chuyến thì nó khỏe hơn. Giống như là làm neo cũng vậy, đi làm thợ thì khỏe, muốn làm chỗ nào thì làm, chạy đi làm chỗ này buồn thì nghỉ làm chỗ khác, thì đi làm chỗ nào cũng có tiền để mà cũng có tiền để mà xài mà lấy hết đó. Còn ví dụ mình làm chủ đi thì làm chủ ai muốn làm, ai thích làm chủ ngon chứ, làm nguyên một cái tiệm thì cũng ngon chứ, bởi vì mà được làm chủ được nhiều thợ mà. Nhưng mà tới một cái lúc mà xui á, mà không có thợ cũng chết.
như mở ra một cái tiệm bự đi, nó mướn được thợ nào vô làm á. Thế ý là tao nói ví dụ là cái kiểu mà làm chủ hoặc là làm thợ, làm công là vậy á. Có những người hả, người ta làm chủ một thời gian rồi người ta quải quá, người ta đi làm công, nên thôi đi làm công cho sướng, muốn nghỉ giờ nào nghỉ, muốn như nào cũng được. Còn đi làm chủ là phải đi ra sớm, mở cửa, phải dọn tiệm, phải khắc khe đủ thứ. Còn thợ là chỉ tới làm xong về khỏe, tới giờ đi về khỏe, không cần lo gì hết. Là như vậy á, thì theo Tám biết là như vậy đó. Cho nên là Tám nói là cái bây giờ hiện tại là cái ngành xe tải á, thì cái hàng nó rất là cao, cũng rất là có khó a à, có như là cũng có ăn, nhưng mà hên xui à, có người á, người ta không có tài xế, người ta cũng vẫn bán xe, người ta bán xe. Rồi có những cái hãng xe tải á, mấy chục chiếc xe tải luôn mà bây giờ đem bán, mà đem bán tháo bán bỏ luôn á, bán tháo bán đổ luôn á, bán như là rẻ rê luôn mà cũng không có người mua nữa. Là bởi vì có xe, có hãng, nhưng mà không có tài xế thì làm sao mà làm. Cứ cho dù mua có rẻ đi nữa thì về kiếm tài xế đâu ra. Rồi cũng nằm đó, mà một chiếc xe tải mà không có tài xế nằm một chỗ là phải đóng tiền mỗi tháng 5.000. Tiền này tiền kia đủ thứ đó. Thì ôm một chiếc xe mà không có tài xế thì các bạn sẽ chi ra một tháng 5.000. Thì mấy tháng trời các bạn có chịu nổi không? Thì các bạn phải bán xe thôi, đúng không? Phải bán xe thôi. Tại vì giống như kiểu mà mình mở một cái nhà hàng mà không có thu nhập, không có khách vô, cái tháng cứ trả tiền mướn mặt bằng, rồi trả tiền nhân viên, trả tiền đủ thứ đó, mà khách thì không có vô ăn. Cứ tháng nào không bù lỗ thì ta phải sang tiệm thôi. Đó là làm ăn, là cái luật là như vậy đó. Là cho nên là hên xui mình làm á, người ta thấy người ta làm được vậy đó, tới mình làm thì không được. Mà nếu mà mình có khi mà mình thấy người ta làm không được, nhưng mà mình hy vọng là lúc mình làm thì sẽ được. Thôi Tám nói đã quá dài, clip đã quá dài, xin tạm biệt các bạn tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bây giờ Tám phải dòng lại nhà của ông ngoại, mà chắc ông ngoại ngủ rồi. Bây giờ chắc phải dòng về nhà trước, rồi trước khi đi Đức Mẹ dòng lại nhà ông ngoại, rồi đi với Cam Linh đi ra Đức Mẹ luôn. Hôm nay là chủ nhật, đó qua lộn. Hôm nay là ngày 13, thì có thể là cái clip ngày 13 này chắc phải tuần sau mới tới cái danh sách mà để post cái clip này quá. Vì theo thứ tự đó các bạn, tắm nó hoài à, các bạn ơi, nhắc hoài cho các bạn nhớ. Mà cái ngày 13 thì là cái ngày tắm livestream. Tắm sẽ livestream cái chương trình ra Đức Mẹ Long Beach để mà đọc kinh và cầu nguyện hàng tháng. Vào ngày 13 thì Tám ra ngoài đó, rồi có cha Linh Hướng ở đó để hướng dẫn mình đọc kinh và giải tội cho người nào mà muốn giải tội, mà tới đó là giải tội luôn, tại chỗ luôn. Thì tháng rồi cũng đông lắm. Hôm nay trời lạnh, không biết có đông hay không, nhưng mà trời lạnh thì không có nắng thì khỏi che dù, đứng đọc kinh nó cũng mát mẻ ha các bạn ha. Người nào mà ở gần ở đây á, mà có thời gian á, sắp xếp ngày 13 lúc 3 giờ đúng buổi trưa sẽ có chương trình đọc kinh cầu nguyện. Và Tấm nghĩ là nếu mà ai mà rảnh thì hãy dành thời gian mà ra để đọc kinh tại Đức Mẹ, rất là linh thiêng lắm. Mình đọc kinh nhiều người á, từ 2 tới 3 người trở lên là cầu cái gì cũng được hết trơn á. Và những người ở xa
ở tiểu bang xa, người ta rất là mong muốn một ngày nào đó người ta về đây để mà người ta thăm Đức Mẹ, người ta tới ngay Đức Mẹ để người ta cầu nguyện. Dĩ nhiên là Đức Mẹ ở đâu cũng linh thiêng hết á, Mẹ đâu cũng linh thiêng á, với lại Đức Mẹ ở trong lòng của mình, mình có tâm thành tâm cầu nguyện thì Đức Mẹ cũng nhận lời mình thôi. Nhưng mà có một cái là mình, tại sao mình ở gần đây, mình có điều kiện mà mình lại không đi tới Đức Mẹ? Mình có may mắn là mình được ở gần Đức Mẹ Long Beach mà tại sao mình lại không đến, trong khi những người ở xa người ta không đến được, người ta ước mong một ngày đã đến Đức Mẹ, đúng không các bạn? Thì cái điều đó là một cái điều để đáng mà mình suy nghĩ, và mình livestream để cho những người ở xa không đến được, bận rộn chuyện công việc gì đó, thì mọi người có thể vào ngay giờ đó để mà cùng đọc kinh, cầu nguyện cho mọi người và cũng như là cầu nguyện cho chính bản thân mình, những cái ý nguyện riêng của mình muốn như thế nào ha các bạn ha. Bây giờ Tám sẽ up cái clip này ở đây và chúc tất cả mọi người được vui vẻ, hạnh phúc và luôn cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện để mình có một cái nơi để mình dựa vào, mình an tâm, mình làm những công việc tốt trong cuộc sống của mình để mình gặt hái được những cái thành công, những cái may mắn đến với mình nha các bạn nhé. Thank you. See you again. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.